Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị. Và hôm nay em Dương lại có một cái căn nhà gần chợ Bình Chánh. Thì từ trục đường đến trước thiện vào nhà mình chỉ có 300 mét thôi nha quý cô chú anh chị. Và từ nhà mình thì ra chợ chỉ có khoảng làm 3 phút thôi, rất là gần luôn. Và lên các trung tâm quận chính như là quận 5, quận 6, quận 7, quận 8 chỉ mất khoảng tầm 20 phút thôi, rất là gần. Và đường trước nhà mình quý chú anh chị nhìn nè, đó là đường 8 mét luôn nha. Đó, xe hơi, xe tải ra vào rất là thoải mái. Và nhà mình là nằm trong mỗi khu dân cư rất là đông đúc nha quý cô chú anh chị. Đó, về đây mình ở mình không sao buồn nha. Và cái căn nhà này thì hôm nay thì em Dư xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình. Đó, biết thiết kế là một trệt một lầu, mái là mái hợp nha quý cô chú anh chị. Thì nhà mình với tông màu là tông màu trắng và kèm những cái chi tiết hoa văn màu xám và màu xanh nha quý cô chú anh chị. Đó, nhìn rất là bắt mắt. Thì căn nhà này với thiết kế là một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và 3 toilet. Là diện tích căn nhà này là ngang 4m2, dài 22m. Đó, cực kỳ rộng rãi. Và khu dân cư của mình á thì về ở rất là đông rồi. Đó, quý cô chú anh chị nhìn đi. Đó, rất là vui luôn nha. Và tiếp theo thì em Dư xin mời quý cô chú anh chị mình vô tham quan nhà. Và trước nhà mình á thì có trang bị một cái hệ cửa là bằng sắt hợp nha quý cô chú anh chị. Được cắt CNC chạm khắc rất là tinh tế luôn. Đó. Và hai trụ cột của mình nè. Đó, quý cô chú nhìn đi. Rất là chắc chắn và hầm hố luôn. Và phía trên có hai cái đèn trang trí nha. Và đây là khoảng sân trước của nhà mình, cực kỳ rộng rãi, có thể đậu được chiếc xe ô tô 4 chỗ đến 7 chỗ luôn nha. Đó, có một cái giò nước ở đây thì cho quý cô chú anh chị mình về có thể rửa xe, tưới cây gì đó. Đó, rất là tiện lợi. Và mặt dừng của mình là được anh em ốp gạch ra bóng kiến nha. Đó, thì sạch sẽ cho mình. Và tiếp theo là không gian phòng khách thì em có trang bị một cái hệ cửa nhôm Sifa ốp kính cường lực 12 ly. Đó, chống va đập. Đó, rất là chắc chắn. Và đây là khoảng không gian phòng khách của ngôi nhà mình. Đó, cực kỳ rộng rãi. Và quý cô chú anh về mình có thể tự decor setup luôn nha. Và được bên đây anh em ốp những tấm PVC giả đá nè. Ở đây là giả gỗ nè. Đó, hai bên đối xứng với nhau. Trần là trần thạch cao, có một cái đèn pha lê chính giữa đây. Đó, rất là đẹp luôn. Và kèm những chi tiết hoa răng nhìn rất là thẩm mỹ nha quý cô chú anh chị. Đó. Và đây thì để sẵn cho mình một cái kệ nè. Đó. Thì về mình để dàn tivi âm thanh ở đây. Đó, tivi để chỗ này. Đó, có ổ điện sẵn luôn, rất là tiện lợi. Và có những cái kệ đây, đó, mình để đồ hay để quà lưu niệm gì đó. Đó, rất là thích hợp. Còn khoảng không gian này thì quý cô chú anh chị mình có thể để một bộ sofa ở đây, dàn tivi âm thanh đây, rất là thích hợp luôn nha. Ở phía dưới cầu thang của mình thì bên em được làm sẵn cho mình những cái kệ nè, rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Đó, mình có thể để đồ nè, để quà lưu niệm đây. Đó, rất là thích hợp luôn. Có đèn trang trí trong đây nữa nè. Đó. Và bữa đây cũng vậy nha quý cô chú anh chị. Đó, ốp những tấm PVC giả đá. Đó, nhìn rất là sang luôn nha. Và kèm những cái kệ tủ nè, nhìn rất là đẹp luôn, để đồ để quà đây. Và phía cầu thang thì em có trang bị tay vịn bằng gỗ căm xe và đi chung với kính cường lực 12 ly. Đó, nhìn rất là chắc chắn luôn. Và phía dưới cầu thang của ngôi nhà mà phía dưới tầng trệt của nhà mình thì có một cái căn phòng ngủ thì dành cho quý cô chú anh chị lớn tuổi ở đây. Đó, thì có cái phòng này thì nhà mới nha quý cô chú anh chị, để có hơi bừa bộn xíu thì quý cô chú anh chị mình thông cảm cho em. Đó, căn phòng ngủ này dưới tầng trệt mình cực kỳ rộng rãi, có trần là trần thạch cao, có hệ thống đèn full led, có đèn ngủ đây. Nhà mình là tắt cửa, các cửa này bằng cửa nhôm Sifa ốp kính cường lực 12 ly nha quý cô chú anh chị. Và đây là khoảng không gian phòng bếp của ngôi nhà mình, cực kỳ rộng rãi. Và bạn giao cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp được làm bằng đá hoa cương nha. Đó, có nhiều, rất là nhiều hộp tủ luôn nha. Và bồn là bồn inox 2 ngăn, một bên rửa chén, một bên rửa rau. Có một cái kệ ốp chén nha quý cô chú anh chị, thì mình rửa xong mình ốp lên đây. Đó, rất là tiện lợi luôn, nước là có đầy đủ cho mình rồi. Và mặt bếp thì mình được em ốp kính nè. Đó, rất là sạch sẽ để tiện cho quý cô chú anh chị mình thể lau chùi dọn dẹp. Và đây là khoảng không gian này thì quý cô chú anh chị mình để một bộ bàn ăn từ 4 đến 8 người luôn nha, rất cũng được, rất là rộng rãi. Và mình để tủ lạnh đây nè. Đó, có sẵn ổ điện mà luôn. Đó, rất là thích hợp. Ở trần là trần thạch cao nha quý cô chú anh chị. Đó, có hệ thống đèn full led cho mình rồi. Đó, thì chỗ này thì có ống cấp nước máy giặt cho mình luôn nè. Thì quý cô chú anh chị mình có thể để máy giặt ở đây. Đó, có điện sẵn luôn. Và dưới phía sau nhà mình á thì có một cái khoảng sân sau giếng trời ở đây. Thì quý cô chú anh chị có thể bằng cá bằng gà dịch ở đây. Đó, có giò nước sẵn cho mình luôn. Và kèm một cái toilet riêng ở trong ở dưới sân sảo mình, đầy đủ thiết bị labo rồi sen bồn cầu. Và thì em Dư xin mời quý cô chú anh chị mình lên tham quan lại tổng thể cái tầng trệt của ngôi nhà mình một lần nữa. Và em Dư sẽ dắt quý cô chú anh chị mình lên tham quan tầng 1 thôi, có những gì nha.
Và đây là lối đi lên cầu thang lên tầng 1 nha mình. À, có một cái đèn trang trí đây nha quý cô chú anh chị. Vào hãng đi lên cầu thang rất là rộng rãi. Tại mình bằng bộ gỗ căm xe, kính cường lực 12 ly. Và trên tầng 1 nha mình có 3 phòng ngủ và 2 toilet nha quý cô chú anh chị. Và đây là không gian phòng ngủ thứ hai trên tầng 1 nha mình, cực kỳ rộng rãi, trần là trần thạch cao ha. Có hệ thống đèn full led và có một cái đường chỉ rất là bắt mắt luôn, và có một cái cửa sổ thông thoáng ở đây để mình lấy sáng lấy gió vào, cực kỳ mát mẻ. Và có một cái toilet ở trên tầng 1 của nhà mình, trong phòng mình luôn, đầy đủ thiết bị, labo, vòi sen, phòng cầu. Và tiếp theo là cái căn phòng ngủ thứ hai trên tầng 1 của nhà mình, cực kỳ rộng rãi, ở trần là trần thạch cao, có hệ thống đèn full led cho mình rồi, có một cái dây điện máy lạnh nha quý cô chú anh chị, còn có một cái đèn ngủ. Nhà mình là tắt cửa, các cửa là đều bằng cửa nhôm sifa ống kính cường lực nha quý cô chú anh chị, từ cửa chính cho đến cửa phụ. Và có một cái toilet riêng cho hai phòng này, cực kỳ rộng rãi, đầy đủ thiết bị, labo, rồi sen, bồn cầu, rồi bên em ốp gạch rất là sạch sẽ. Và đây là phòng ngủ cuối cùng, thì phòng này thì quý cô chú anh chị có thể là phòng ngủ hoặc là phòng thờ cũng được, đó, cực kỳ rộng rãi, trần là trần thạch cao, có hệ thống đèn cho mình rồi. Có một cái cửa sổ ở đây này quý cô chú anh chị, đó, rất là mát luôn, để lấy sáng lấy gió vào. Rồi kèm nó một lá cửa ra ban công. Đó thì chiều quý cô chú anh chị mình có thể ra đây không mát nè, không gió nè, đó. Thì nhà mình nằm trong cái khu dân cư rất là đông đúc luôn. Thì từ nhà mình ra chợ Bình Chánh chỉ có mất khoảng tầm 3-5 phút thôi quý cô chú anh chị, rất là gần luôn. Và cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem hết video của em. Thì cuối video thì em xin nói lại một số thông tin. Thì nhà mình là với thiết kế là một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và 3 toilet nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị mình nhắm một lần nữa đi. Đây là không gian phòng khách của mình, cực kỳ rộng rãi, có đèn đốm trang trí đủ của mình rồi. Và căn nhà mình thì nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện. Thì từ đi đường Đinh Đức Thiện vào nhà mình có 300m nha quý cô chú anh chị, rất là gần luôn. Và từ mình ra chợ Bình Chánh chỉ mất làm 3 phút thôi, rất là tiện lợi. Và đây là cái căn nhà mình, với thiết kế là một trệt một lầu, mái là mái hợp nha quý cô chú anh chị. Và căn nhà này với diện tích là bề ngang 4m2, dài 22, thì đường trước nhà mình nè, đường cực kỳ rộng rãi, đường 8m nha quý cô chú anh chị. Và có các tiện ích như chợ, trường học, bệnh viện, ủy ban, ra đây rất là gần luôn. Thì với căn nhà này thì tài chính của quý cô chú anh chị mình tầm 1 tỷ thôi thì có thể sở hữu được căn nhà này, rất tuyệt vời. Thì phía dưới màn hình thì em dư có để lại số điện thoại của em á. Thì quý cô chú anh chị mình thấy căn nhà nè, thiết kế cũng như là giá cả phù hợp với tài chính của mình á, thì liên hệ với em Dư qua phía số điện thoại phía dưới màn hình. Thì cuối video thì em Dư xin chúc quý cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, và hẹn quý cô chú anh chị mình ở những video clip tiếp theo.